Kính thưa tất cả quý khán thính giả Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, hôm nay tôi và Kim Ngân cùng với anh Phạm Xuân Dương, một doanh nhân ở tại thành phố Hà Nội, đến thành Cổ Loa, thành cổ Cổ Loa đây. Rồi chúng tôi sẽ đi qua thăm tướng mà chế tạo nỏ thần, đó là tướng Cao Lỗ. Đi thăm đây xong rồi đi qua thăm bên tướng Cao Lỗ nha. Đây là thành Cổ Loa. Và trước thành Cổ Loa thì quý khán thính giả đã biết rồi là có giếng ngọc. Giếng ngọc là ở đây, là nơi mà Trọng Thủy và Mỹ Nương đã gọi là, trước đây á, là nơi này mà Mỹ Nương thì làm soi gương để mà làm đẹp. Nhưng mà sau khi mà thành Cổ Loa bị thất thủ, Trọng Thủy đi xuống dưới Diễn Châu ở Nghệ An đó, đã đưa xác của Mỹ Nương về đây và đã cũng chăm mình xuống dưới đây. Tôi đã đến Cổ Loa nhiều lần rồi, nhiều khi quên chút xíu thì quý khán giả cũng thông cảm nha. Hôm nay có anh Dương và có bà xã tôi đi, hôm nay trời nắng gắt lắm nên Kim Ngân thì mệt thở không. Bây giờ đi vào thành Cổ Loa nha. Cổ Loa ở đây là của vua An Dương Vương, đó là thời kỳ nước Âu Lạc. Và nếu tôi không làm thì là công chúa Mỹ Châu, thì đúng hơn là công chúa Mỹ Nương nha. Bây giờ đi vào trong thành Cổ Loa. Trước thành Cổ Loa thì có một cái hồ nước, và ở hồ nước đó có một cái vòng trong đó thì gọi là giếng ngọc nha. Có cái vòng đó, để tôi quay ngược lại quý khán giả thấy cái vòng đó nó rõ hơn. Đó là hồ nước trước thành Cổ Loa, và chính giữa thì có một cái vòng đó. Cái vòng đó chính là giếng ngọc đó, mà hồi xưa đó thì công chúa Mỹ Châu tới nơi đây để mà tắm cũng như là soi gương. Sau này thì Trọng Thủy đưa xác của Mỹ Nương về tới nơi đây và cũng đã trầm mình ở nơi đây để hy sinh cùng với vợ. Cho thấy rằng câu chuyện của Trọng Thủy và Mỹ Nương rất là cảm động. Trọng Thủy thì có yêu vợ là Mỹ Châu thiệt, nhưng mà vì nước của bên phía Chủ Đà thì mới có cảnh là ở rễ để ăn cắp nỏ thần thôi. Đó, thành Cổ Loa lũy cao lên, bây giờ vẫn còn cao đó, đất cao lên như vậy này đó, thành Cổ Loa đó. Kim Ngân và anh Dương đi vào, bây giờ xót vé rồi đi vào coi nhá. Đi vào coi thành Cổ Loa thời của vua An Dương Vương đây, vẫn còn nguyên đây. Bác ở đây dặn tôi là Mỹ Châu chứ không phải Mỹ Nương. Vâng, đúng rồi, Mỹ Châu. Tại vì Mỹ Nương á, là của thời vua Hùng, còn đây là Mỹ Châu. Mỹ Châu thời của An Dương Vương. Đây là vào thành Cổ Loa. Đây, một bên phía là sáp lễ, còn ở đây là vô trong đền. Bây giờ chúng tôi nhờ anh Dương lấy nhang thắp kính vua An Dương Vương và các vị ở đây. Ở đây chúng tôi thắp nhang cho vua Hồ An Dương Vương ở thành Cổ Loa nha. Chúng tôi đã thắp hương cầu cho quốc thái dân an, cầu cho gia đình hạnh phúc, cũng khấn xin cho một quý tử hoặc là một công chúa nữa. Đây, giờ vào đền. Đền thờ kính vua An Dương Vương ở thành Cổ Loa.
đi vào hậu điện nơi thờ kính Vũ An Dương Vương. Hậu điện thì hồi xưa thì còn có những di tích để mà kính Mỹ Châu. Đây là con rùa, rùa thần mà nói rằng là tương truyền là để làm nên nỏ thần thôi. Thần Kim Quy đây. Và đây là nơi kính Vua An Dương Vương, bàn thờ Vua An Dương Vương ở đây. Đây là bàn thờ kính Phụ Mẫu. Và đây là bàn thờ Hoàng Hậu. Từ ở trên đền thành Cổ Loa nhìn xuống khung cảnh như thế này đây. Và cũng có người đang quay phim. Đi chơi với Hùng Béo thấy mệt không? Đi cả ngày hay đi quá trời là đi. Sao mà Hùng Béo cứ đi dẫn đi miết ha? Đi bộ như vậy mệt không? Bắt đền Hùng Béo đi ha. Thôi Hùng Béo tối nay đền cho, mua đôi giày mới cho ha. Chịu không? Được rồi. Mình đang ở phường Cổ Loa nè. Giờ mình đi bộ vào cái khu đang trùng tu của nhà vua hồi xưa ha. Giờ mình cứ đi thấy không? Đi tới phường Cổ Loa đây nè. Đi học lịch sử với Hùng Béo mệt quá ha. Giày bị mòn hết ha. Nắng chang chang đó ha, mồ hôi mồ kê ra ha. Sao em? Anh Dương nói là phải mua hai đôi. À, mua hai đôi. Một à. Đôi đi học lịch sử với một đôi dự phòng nữa. À, à té ra là như thế. Nó mòn hết thì sao? À. Nhưng mà cái đôi khác đi. Đó, bây giờ Kim Ngân đi vào đây ha. Tại trời nắng lắm, nắng gắt nên phải tìm cách đứng vào bóng mát liền thôi. Đi thẳng tới đi em, rồi tới thắp hương chút là được rồi. Ở đây là đền thờ tướng Cao Lỗ của vua An Dương Vương, người chế tạo ra nỏ thần đó. Ở đây thờ tướng Cao Lỗ, sự tích của ông cũng rất là hay. Khi ông là người chế tạo ra nỏ thần này nọ đó, ông có một thời ông từ quan ông về vì có những điều mà ông khuyên can vua, vua không nghe. Nhưng khi mà giặc tới thì ông vẫn ra chiến đấu. Ông chiến đấu rồi bị giặc bắt rồi bị giết. Nhưng mà ông là người làm ra nỏ thần, một phát bắn nhiều tên. Quân thù rất là sợ và vì như thế Triệu Đà mới cử Trọng Thủy qua để ở rễ rồi mới lấy kỹ thuật của nỏ thần đó. Đây là đền thờ tướng Cao Lỗ. Tôi sẽ vào nha. Vào nơi đây để thắp nhang cho tướng Cao Lỗ và cầu cho quốc thái dân an. Chúng tôi đến tại đền. Đây là ở trong đền của đây là ở trong đền. Đây là tướng Cao Lỗ, là vị tướng nổi tiếng về vấn đề nỏ thần đây. Và trước đền thì có một cái hồ như thế này đây, có tượng của ông tướng Cao Lỗ làm ra cung tên đó.
nỏ thần đó. Đây, nơi đây đây. Hôm nay tôi và Kim Ngân cùng với anh Dương tới cổ thành Cổ Loa, rồi thăm đền của tướng chế tạo ra nỏ thần là tướng Cao Lỗ nhé. Ở bên cạnh đền thờ tướng Cao Lỗ thấy có cây nhãn, nhìn thấy trái sai dễ sợ luôn, nhìn thấy ham luôn. À, cây nhãn đây nhìn thấy thích vô cùng. À, ở đây có người cho cá ăn à, hay nhờ, cá cho ăn ở đây nè, vui quá trời nè. Cá ăn ở đây. Bác khéo rơi điện thoại để đưa cho bác xem. Anh ơi chụp hình cho em một cái. Cá ở đây rất là nhiều. Trời ơi là trời, nó lên kìa, coi ăn kìa, đẹp lắm nè. Được đóng cá ăn nè, nó hồng. Ôi trời ơi, cá nhiều dễ sợ luôn. Cá đẹp lắm. Đó. Đi thăm đền Cổ Loa, thăm vua An Dương Vương xong rồi, tới giếng ngọc cũng thăm công chúa Mỹ Châu rồi, đi qua đền để kính tướng Cao Lỗ cũng xong rồi, nhìn thấy cây nhãn ngon quá. Thế là anh Dương, ông mấy ông cân mình mấy cân gì mà thấy nhiều quá trời vậy nè. Rồi người dân thật thà mà. Hỏi là bao nhiêu nhãn ngon quá thì cũng khách mà thích thì bán thôi, bán thì nhiều lắm quý vị ơi, chứ đây cầm một nhánh thôi, trời nhiều lắm, trời ơi nhãn gì nè, bán cho 50.000 thì người ta cho tự cân tự đưa, nhưng mà cho túi lớn lắm, một túi lớn thiệt á, 4 kg, quá trời là trời, trời ngon, rất ngọt ngon, nhưng mà nhãn từ trên cây hái xuống, nhãn quê, một hơi lớn rồi chứ còn rất ngọt. Vậy là tuyệt vời rồi, rất là ngon. Chương trình đi đền Cổ Loa đến đây xin chấm dứt. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp trong chương trình sau.